Chào các bạn nha, chào mọi người nha. Hôm nay mình đã là có mặt ở tại khu danh thắng, khu danh thắng Nhị Tam Thanh nha. Nghĩa là chùa Tam Thanh, có một cách gọi tên khác đó là động Tam Thanh. Nay mình sẽ ghi hình và gửi đến cho các bạn trong động nha. Ok, khách thật phương đã đến đây rất đông mà bây giờ mới có 7:40 và đã có khách rất đông. Đợi cái chụp ảnh hộ rồi đấy đi. Ba chụp ảnh hộ đi. Đây là cửa động Tam Thanh. Đứng gọn để anh chụp nhá. Ở chùa là chúng ta thấy hai vị thần ác thần thiện. Trước khi vào cửa điện chúng ta xem. Đây là được nhìn mắt nhìn tay. Ôi, chào nha. Lại à. Chào nha. Tới cái vòng vo này. Bàn thờ thứ hai các bạn ạ. Tiếp theo là mình đi vào ban thờ thứ ba. Ban thờ thứ ba. Tiếp hành trình là mình đi khám phá vào trong chiều sâu của hang động. Ôi, rất là đẹp các bạn ạ. Vào lối này, lối ra thì ra lối này. Lối hàng rơi. Ôi, một cái hàng rất là rộng.
khá rộng, hàng tự nhiên các bạn nhé. Đây mọi người vào làm hàng động rất là đông. Wow, chiều sâu quá sâu luôn. Nên đây là một đây lên đây vòng vòng đây các bạn nhé, vào thì mình cứ theo bên trên trái. Đây là bàn thờ. Thái Thượng Lão Quân. Đây, một đây còn một lối ra nữa các bạn ạ. Lối này là lối lên cổng trời đây. Tiếp tục nha, khám phá lên đường lên cổng trường. Lối lối lên cổng trời đây các bạn nha. Tiếp tục hành trình. Đây mọi người lên rất đông. Đây từ trên này mình đây là núi, nhưng mà trên này mình đây đây ghé xuống dưới chân núi có gì đâu. Ai không gian hang động rất là rộng lớn các bạn. Đây này quay chiều cao của cái hang này cho bạn xem này. Có nên đã đi đấy. Lấy cổng trời là phải cao chú ạ. Lối lên cổng trời là phải cao. Rồi, đến trên này là lên cổng trời đây này. Đây, bắt đầu xuống quay từ trên cao này cho mọi người xem nhé. Đây. Đấy. Rồi là mình hành trình trở xuống để đến sân khấu. Đây.
Lên nốt cho hết ạ. Bắt đầu mình đi quay trở xuống các bạn nhé. Ơi, xuống thì mình lại xuống bên tay phải. Ơi. À, chuyến hành trình vào đến hang hay còn gọi là động Tam Thanh. Bây giờ chúng ta trở xuống và trở lên sang sân sân khấu của hang. Đấy nha, có một người trong người này này. Kìa em ơi, đây là lên cổng trời em ơi. Đây lên cổng trời. Đây lối lên đây. Đây lên chỗ kia được rồi. Đây lên cổng trời. Còn đây là lối lên sân khấu các bạn nhá. Yeah. À, xuống đây đã chứ nhỉ. Đây là mình đang hành trình lên trên sân khấu. Đây. Quá đẹp luôn. Đấy, sân khấu để trên sân khấu rồi các bạn nhé. Giờ mình quay lại. Quay lại một lần nữa cho các bạn từ sân khấu lên trên đỉnh của cái hang. Quá đẹp luôn này. Đây, các cái nhũ tượng tự nhiên. Đây là các bạn trong đoàn của mình đây. Đây là lối lên cổng trời. Lên cổng trời lên đấy, đi chỗ này hơi khó một tí thôi. Vẫn có bậc lên đấy. Bây giờ là vào trong cái chỗ này là cái gì đây nhỉ?
cơ. Trên sân khấu đấy, đấy là sân khấu, sân khấu đây này. Ừ. Mình khám phá xem còn cái lối nào không nhỉ? Thấy đúng rồi. Rồi tiếp tục mình quay ra ngoài cửa hàng xem còn lối nữa. Đi nào nữa thì tiếp tục khám phá tiếp các bạn nhé. Đây, đây là mình ngược trở ra rồi đấy. Một chuyến du lịch khám phá động Tam Thanh. Ô chào em nha, chào 20 nha. Lối lên hang rơi. Bấm vào đỏ gì? Bấm vào đỏ là quay, bây giờ nó hiện lên chạy đi. Tiếp theo là mình khám phá lên lối lên hang rơi các bạn nhé. Tiếp tục hành trình. Mời các bạn theo dõi hành trình của mình. Gì nhỉ? 20 ơi. Em đi với đoàn nào đấy? Đi đoàn trường em. À đây. Gọi 20 cho nó dễ. Quên tên. Ờ, bọn anh lên hôm qua. Bọn anh ở bên chợ, chẳng nhớ đâu, cứ như nhà nghỉ Hà Giang bên kia. Chỗ nhà nghỉ Hà Giang. Tiếp tục được. Đây là hành trình lên hang rơi. Ôi đẹp nhỉ. Uầy. Hang này gọi là hang rơi. Thôi cứ đi thôi. Vào đến đôi là mình là đây. Đây là chưa rơi. Đi qua thôi chứ chưa vào những cái chỗ này. Mình cứ đi cho hết những cái góc này. Là lầu Bụng Thi. Cứ bá còn đi được. Còn đi hang rơi đấy kìa. Hang rơi thì ngay đây. Đây này là đi ra rồi đây. Đây hang rơi. Hang rơi đấy, đấy mình vừa qua đây. Mình vừa lên đây thôi. Ừ. Bây giờ là mình lên lầu Vọng Thị. Lầu Vọng Thị. Qua bọn em có ra ấy không, ra phố đi bộ không? Có. À. Lầu Vọng Thị. À 15 người. Đi xe 16 chỗ à? À đủ chuyến 16. Má thế. Cao lắm đấy. Lầu cơ mà. Ừ, lầu lên lầu cơ mà nhỉ. À. Lên đây là thoát được ra nghe. À lên đây lại ra một cái. Lên ra một cái đấy, lối khác. Lại một cái cổng à. Khác. Ồ. Oh. Lên trên đây rồi. Lên trên nữa ạ. Đường rồi. Đây. Đây chính là. Đây. Bây giờ lối này xuống được phải không? Không, cái này trên đầu ấy nên cái gầy như này chẳng biết. Lầu thượng hai. Nên anh quay xuống rồi là hết chưa?
Đây chính là lầu Thượng Thành các bạn nhé. Đường lên cái chỗ mà rào rào nãy đó. Không phải đâu, không phải cho lối rào đâu bà. Không phải đường khác ấy. Đường đấy mà hang khác vậy. Khả năng xuống xuống lối này được luôn đấy nhỉ? Đi được xuống rồi. Đi thì đã. Đúng rồi, lối này lối xuống đâu đây. Lên lầu lộng thì là mình xuống luôn được. Xuống rồi, xuống bà. Đúng rồi. Đây cháu. Từ xuống em. Có chứ. Đường này chắc là đường xuống như ôi, cái đường xuống này cũng rất đẹp ấy. À, bắt đầu mình ra đây là ra đến cổng chính rồi các bạn nhé. Sau một hành trình khám phá xong cửa hàng, bây giờ mình đã ra đến ngoài hàng, ngoài cửa hàng các bạn ạ. Đã kết thúc một chuyến thăm trong hang các bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Các bạn hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình nha.